biết chắc sẽ có cái gì nhỉ? Wow, ở đây cũng ta có nhiều như vậy chứ. Mình cũng muốn. Mình phải cho nhiều hơn thế nữa. Chú ý nào các em? Hả? Các em sẽ có một buổi chụp hình. Không. Đứng dậy và đi chụp hình mau lên nào. Nếu các em không muốn bị im ép. Được rồi. À, Lụa Du em ngủ mà. Đừng quá lo lắng. Lụa Du em ngủ à? Vỗ cho em ngủ hả? À, cảm ơn con nha. À, Lụa Du cho em ngủ hả? À, vỗ cho em ngủ hả? À. Được rồi. Vỗ đi. Hát đi, hát đi. Gọi mẹ ơi. Mẹ mâm mâm đi, mẹ ơi. Gọi mẹ đi, mama đi. Mẹ ơi. Gọi mẹ đi. Cậu nên như vậy nhé. Xin lỗi, mình hơi lạc lõng. Mình cũng muốn chụp chung với các cậu. Cảm ơn bởi vì ấy một chút đi nào. Đã tốt hơn chưa? Đẹp hơn chứ? Các cậu có thể đứng gần hơn được không? Ôm nhau một chút nào. Cô đang nghiêm túc hả? Lụa, dỗ hoa hồng ngủ đi. Đi. Dỗ hoa hồng ngủ đi. Thường mà, đó là cả gia tài đấy. Tôi rất giàu, mình không biết tiền và mấy cái giàu suốt ngày đâu. Hát đi. Hát cho em ngủ đi. Mình ngon hơn cậu. Thơm em đi. Thơm em đi. Lụa thơm em đi. Lụa thơm em đi. Bô đi, bô đi, bô đi, bô đi. Bô với bơ gì? Hả? Gọi mẹ hay gọi bà? À. Bà hả? Bà vô duyên đấy, tôi nuôi bà mà bà gọi tôi bằng bà. Hả? Tôi gọi bằng mẹ chứ. Tôi gọi bằng bà không à? Hát đi! Làm sao mà chúng ta đã đi quá đà. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm đấy. Hát đi! Chúng ta phải làm sao chứ? Hát đi! Đây là quà cho cậu. Cảm ơn sự tốt của cậu nha. Cảm ơn con rất nhiều. Gọi cho tôi với cậu lần giúp đỡ nha. Vâng. Này, đây là chỗ của mình mà. Cậu tránh ra đi. Còn đâu, tranh của mình đẹp hơn cậu đi. Không, của mình mới đẹp hơn chứ. Các bạn mới học được lớp nha. Dù dù vô ngủ thế thì nhẹ thôi thì vỗ mạnh thế thì sao nó ngủ được. Vỗ ba nhịp không à? Nhím nhím xù à. Còi. Mình bắt ngủ trời. Hả? Nó bảo nhắm mắt ngủ đi cả.